cho trên đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Thưa quý vị và các bạn, đường lên đỉnh Olympia thực sự là một sân chơi bổ ích, thú vị đối với tất cả những học sinh cấp 3. Và ngày hôm nay, đại gia đình Olympia lại vui mừng chào đón thêm 4 thành viên mới đến từ các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết họ là ai cùng với sự dẫn đường của biên tập viên Khắc Cường. Xin mời! Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Có thể nói là mỗi một chương trình đường lên đỉnh Olympia đến thì điều còn mãi luôn là sự rộn rã trong trường quay, những câu trả lời thông minh của các bạn học sinh cùng xúc cảm rất riêng của những người tham dự chương trình. Và vì thế mà mỗi hành trình Olympia đều là một quãng thời gian để nhớ, để hy vọng và để khẳng định. Một thế giới Olympia rất riêng như vậy sẽ lại xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay cùng với sự xuất hiện của 4 bạn thí sinh ngay sau đây. Xin chào mừng bạn Nguyễn Thành Công đến từ trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Phạm Văn Đoàn đến từ trường Trung học phổ thông Đan Phượng, Hà Nội. Bạn Đặng Ngô Phương Lan đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Kiết, Quảng Ngãi. Và bạn Đào Thái Việt đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, Hải Phòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Đào Thái Việt đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, Hải Phòng. Xin chào các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh cùng toàn thể các quý vị khán giả đang xem chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 của Đài Truyền hình Việt Nam. Em tên là Đào Thái Việt, học sinh lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Em đến đây hôm nay mang theo tất cả sự tự tin và niềm tự hào của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, rất mong được sự cổ vũ của các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Mỗi bạn học sinh tham dự chương trình đều là niềm tự hào và hy vọng của rất nhiều các cổ động viên và ngôi trường của mình. Và đó cũng là điều bạn Đặng Hồ Phương Lan sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Xin chào quý vị khán giả, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh đang theo dõi chương trình Olympia. Em tên là Đặng Hồ Phương Lan, học sinh lớp 12C1 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Em rất tự hào vì là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi, vì đó là một ngôi trường có bề dày thành tích trong học tập cũng như là thành tích hoạt động. Đến đây được xá xa xôi nên là khán giả của Vũ, cổ động viên cho em rất ít, nên là em mong rằng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía tất cả mọi người và cho cả ba bạn chơi còn lại. Bạn tiếp theo sẽ đến với chúng ta đó chính là bạn Phạm Văn Đoàn đến từ trường Trung học phổ thông Đan Phượng, Hà Nội. Xin chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình đường lên đỉnh núi Olympia. Em tên là Phạm Văn Đoàn, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Đan Phượng, một ngôi trường đã có bề dày lịch sử gần 50 năm. Hôm nay đến với chương trình, em rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn khán giả của trường quay. Một sự cổ vũ nhiệt tình sẽ là điều mà các khán giả trong trường quay sẽ dành cho cả 4 bạn thí sinh. Và tất cả những tràng pháo tay, những lời cổ vũ cũng sẽ dành cho bạn Nguyễn Thành Công đến từ trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 12A6 trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình này thì mục đích chính của em đã được hoàn thành, đó là giao lưu, học hỏi cùng với các bạn. Mong rằng mục đích phụ là vượt lên chính mình, em sẽ hoàn thành nốt ở kỳ thi lần này. Và bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ động cho tất cả những cổ động viên rất nhiệt tình đến với trường quay S9 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Đầu tiên sẽ là phần thi khởi động. Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử địa, Thể thao, Nghệ thuật, lĩnh vực khác hiểu biết chung, tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Bạn Đào Thái Việt sẽ là vận động viên đầu tiên khởi hành trong chuyến leo núi ngày hôm nay. Bạn Việt thân mến, đại diện cho trường Hồng Bàng đến với trường S9 ngày hôm nay, bạn mang trong mình những cảm xúc gì và có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Em đến đây mang theo tất cả sự tự tin và niềm tự hào của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Bàng. Vâng, và hôm nay tôi thấy cổ động viên của bạn rất đông ạ. Bạn có cảm thấy là mình may mắn hơn những bạn đến từ những miền xa không? Dạ, có ạ. Và chắc chắn là bạn sẽ không phụ lòng mong mỏi cũng như là niềm tin tưởng của tất cả những cổ động viên của mình đúng không nào? Vâng, và bạn Thái Việt thân mến, bạn có chia sẻ trong bản đăng ký đó là bạn là một người rất vui tính, hài hước và đặc biệt rất thích hay khoác lác chém gió. Vâng, tôi tò mò một chút ạ, bạn hay chém gió về chủ đề gì vậy ạ? Chủ đề thời tiết ạ hay là chủ đề gì ạ? Không ạ, em chém gió tất cả các lĩnh vực ạ. Tất cả các lĩnh vực ạ? Vâng. Và có thể ví dụ được không ạ? Ví dụ như phần nào mình không biết nhưng mà mình cứ... Em cứ trả lời bừa nhưng mà sau đấy em mới bảo là em đoán thế.
Vâng, nhưng mà đến với cuộc thi ngày hôm nay chúng ta sẽ rất là khó để có thể trả lời bừa đúng không ạ? Vậy thì bạn có những chiến lược gì khi đến với trường quay S9 ngày hôm nay, đến với cuộc thi Đường Đỉnh Olympia? Em nghĩ đến được với chương trình này thì là một điều may mắn và em muốn là thi hết mình thôi, chứ em không có sự tính toán gì cả. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là phần thi khởi động của bạn Thái Việt sẽ diễn ra như thế nào. Và bạn Thái Việt thân mến, bạn hy vọng là bạn sẽ giành được bao nhiêu điểm ở phần thi đầu tiên này? Em hy vọng là mình được 50 điểm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thi khởi động của bạn Đào Thái Việt ngay bây giờ. Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới chủ yếu đang xảy ra ở nhóm nước nào? Đang phát triển. Chính xác. Vì sao NH4Cl được ứng dụng trong hàn kim loại? Có tính khử. Vì nó có tính thăng hoa. Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều enzyme? Bỏ qua. Hô hấp. What liquid do we use to stick things together? Bỏ qua. Glue, hồ. Khẩu hiệu nào đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác tiêu đề biểu tượng của chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam? Đó là Việt Nam sự khác biệt Á Đông. Vị vua nào nước ta từng là thiếu tá trong quân đội Pháp? Bỏ qua. Vua Duy Tân. Hơi bão hòa là hơi ở trạng thái cân bằng với chất lỏng của nó. Cân bằng động. Chính xác. Hình tròn tứ giác có bao nhiêu cạnh? 8. Chính xác. Thể loại kịch mang lại tiếng cười cho người xem bằng hành động hoặc lời nói gọi là gì? Hài kịch. Bạn ghi được 10 điểm. Viết sổ sàng hay sổ sàng là đúng. Bê. Chính xác. Vâng. Và như vậy sau 10 câu hỏi của chúng tôi, bạn Thái Việt trả lời đúng 5 câu hỏi và bạn ghi được 50 điểm đầu tiên cho mình. Vừa rồi chúng ta đã được trải qua một phần thi khởi động khá xuất sắc của bạn Thái Việt đến với trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và phía trước chúng ta sẽ là phần thi khởi động của bạn nữ duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là bạn Đặng Hồ Phương Lan đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi, cũng là người có mái tóc dài nhất trong số 4 thí sinh. Bạn Phương Lan, bạn cảm giác thế nào khi đứng ở một vị trí rất đặc biệt xung quanh ba người bạn trai rất là đẹp trai phong độ như thế kia? Em cảm thấy rất là hồi hộp. Bạn hồi vì sao ạ? Dạ, vì em nghĩ là các bạn nam thì rất là thông minh và có tư duy logic cao nữa, cho nên là không biết là mình có địch nổi với ba bạn còn lại không. Tôi được biết là bạn rất giỏi viết văn. Bạn đã từng đạt giải gì trong cuộc thi viết văn hay là gửi một cái tác phẩm nào đó dự thi ở các báo chưa? Dạ, gửi các tác phẩm thì hồi nhỏ xíu viết, còn lớn lên thì có tham gia ở trường một số giải thôi. Bạn có ước mơ là bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt hoặc trở thành một nữ biên tập, một phóng viên như bố mình ạ? Bố bạn là một phóng viên ạ? Dạ vâng ạ. Bố em là làm tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi ạ. Thế còn việc trở thành một nữ doanh nhân thì sao ạ? Bạn thích làm việc gì hơn trong số hai công việc của bạn yêu mến đó ạ? Dạ, em thích cả hai. Tất cả chúng ta sẽ đều hy vọng rằng bạn Phương Lan sẽ giành được một số điểm thật cao trong phần thi khởi động của mình để có thể có được sự tự tin, một sự tự tin cao hơn rất nhiều cho những phần thi tiếp theo. Xin chúc bạn thành công. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi khởi động của bạn Đặng Hồ Phương Lan. Hệ quả tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là làm tăng nhanh khoảng cách dân số. Ở môn cờ tướng, ban đầu cả hai bên sẽ có tất cả quân sĩ, quân tượng. Cả hai bên là 10 quân sĩ và 4 quân tượng. 4 và 4. Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh được in trong tập thơ nào? Hoa và Cát. Hoa dọc chiến hào. Chiến thắng nào vào năm 1964 được xem như ấp bắc đối với quân đội Mỹ? Bỏ qua. Vạn tường. Trong hệ thống chữ số Hy Lạp mang giá trị là 1. Y. Alpha. Khi pha loãng dung dịch thì độ điện ly của các chất điện ly sẽ thay đổi như thế nào? Giảm. Đều tăng. Bỏ qua. This. Belt. Thắt lưng. Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách? Trực phân. Phân đôi. Tên gọi ban đầu của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á là gì? AFC, AFF. À không. Bỏ qua. Tiger Cup. Ở mọi điểm bên trong vật dẫn cân bằng điện, cường độ điện trường bằng? Không. Chính xác. Và như vậy là sau phần thi khởi động của mình, bạn Phương Lan đã trả lời đúng một câu hỏi và bạn khởi động với 10 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thi khởi động của bạn Phạm Văn Đoàn đến từ trường Trung học phổ thông Đan Phượng, Hà Nội. Không biết là trước khi đến với chương trình thì bạn đã kịp trò chuyện với những người bạn cùng leo núi với bạn ngày hôm nay chưa? Dạ vâng, em đã làm quen được đôi chút với các bạn. Và bạn ấn tượng nhất với ai ạ?
Em ấn tượng nhất với bạn nữ duy nhất trong chương trình. Bạn Phương Lan, bạn thấy bạn Văn Đoàn nói như vậy bạn có cảm động không? Dạ có. Bạn tự nhận mình là một người sống đơn giản và rất yêu thích thể thao. Vậy môn thể thao nào bạn yêu thích nhất? Em yêu thích nhất là bóng đá. Bạn đã theo dõi hai phần thi khởi động vừa rồi, bạn nhận xét như thế nào về phần thi đầu tiên này của chương trình? Phần thi đầu tiên của chương trình đòi hỏi các thí sinh phải có tốc độ và sự chính xác. Và em hy vọng mình sẽ đạt được những điều đó. Và tôi nghĩ là sự tập trung và bình tĩnh cũng rất cần thiết trong phần thi đầu tiên này. Vâng. Chúng ta sẽ cùng chúc cho bạn Văn Đoàn sẽ giành được những số điểm cao nhất cho phần thi của mình. Hàm Tử, nơi quân ta đã đánh thắng quân Nguyên Mông năm 1285 nằm tại tỉnh nào ngày nay? Nam Định. Hưng Yên. Là nhật báo chính, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Báo Thanh niên. Chính xác. Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là? Sóng rừng. Chính xác. Nên vợ nên chồng, con chó xấu xí là các tập truyện ngắn của nhà văn nào? Kim Lân. Bạn ghi được 10 điểm. Muối của được gọi là nitrat. Muối của gốc NO3. Acid nitric. What is the name of the thin wooden object you use for writing and drawing? Paper. Pencil, bút chì. Bài đội ca do nhạc sĩ nào sáng tác? Bỏ qua. Nhạc sĩ Phong Nhã. Warsawa là thủ đô của? Ba Lan. Chính xác. Ở sinh vật nào các gen có vùng mã hóa liên tục? Nhân thực. Sinh vật nhân sơ. Nếu khoảng cách từ tâm O của mặt cầu tới mặt phẳng P lớn hơn bán kính của mặt cầu thì mặt phẳng P. Mặt cầu. Bỏ qua. Không cắt mặt cầu. Vâng, và như vậy bạn đã trả lời đúng 4 câu hỏi trên tổng số 10 câu hỏi của chúng tôi và bạn khởi động với 40 điểm. Bạn Thành Công thân mến, đây là lần đầu tiên mà bạn có mặt ở trong trường quay của đường lên đỉnh Olympia. Vậy cái cảm nhận đầu tiên hoặc là cái xúc cảm đầu tiên mà bạn có mặt trong trường quay là như thế nào ạ? Dạ, xúc cảm đầu tiên của em là khi ở ngoài thì rất lạnh nhưng mà vào đây thì cảm giác rất là ấm áp và rất là sôi nổi. Các bạn cổ động viên rất là nhiệt tình. Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi ngày hôm nay ạ? Dạ, thì em đã ôn lại kiến thức của năm lớp 12, xem lại một số tài liệu và tất cả các lĩnh vực. Và có thêm có một chút xíu chuẩn bị và tinh thần cho ổn định để dự thi kỳ thi lần này. Có một câu danh ngôn mà bạn yêu thích là con đường trải đầy hoa thì không bao giờ dẫn đến vinh quang. Vậy bạn định nghĩa vinh quang thế nào ạ? Dạ thưa anh, thì con đường trải đầy hoa không thể dẫn đến vinh quang được. Vì khi ta đi trên con đường đó, ta sẽ bị lạc vào những thứ mà không thật, những thứ mà sẽ dẫn ta đi vào con đường sai khác. Còn khi mà ta đi trên một con đường á, mà nó đầy gai góc hoặc khó khăn thì nó mới là con đường dẫn đến vinh quang thực sự. Và chúng ta sẽ không bị ngủ quên trên chiến thắng phải không ạ? Yeah. Vâng, câu giải thích vừa rồi của bạn khiến cho câu danh ngôn mà bạn yêu thích thật sự có ý nghĩa. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng. Vâng, xin chúc bạn thành công với những câu hỏi đầu tiên dành cho bạn ở trong chương trình hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động của bạn Nguyễn Thành Công. Khi nhiệt độ tăng thì khí áp bỏ qua giảm. Trình tự sắp xếp các nucleotide trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong protein là bản chất của dịch mã. Mã di truyền. Độ dài đường chéo hình lập phương cạnh bằng a là 2a. A căn 3. What do you call the flat, typically round dish that you eat or serve food from? Dish. Plate. Hiện tượng thiên nhiên nào giúp làm nên những chiến thắng trên sông Bạch Đằng? Thủy triều. Chính xác. Diễn viên nào đã thủ vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Phạm Kỳ Nam, đó là nghệ sĩ nhân Trà Giang. Trong phân tử hợp chất hữu cơ carbon có hóa trị là bao nhiêu? 4. Chính xác. Bộ chân kế, một công cụ để phát hiện những chấn động của trái đất, được chế tạo đầu tiên tại Mỹ vào thế kỷ thứ nhất, Trung Quốc. Muốn ăn cơm trắng mấy giò này lại đây mà đẩy xe bò với anh nì là câu hò của nhân vật nào trong truyện ngắn Vợ Nhặt? Nhân vật chàng. Và như vậy sau 9 câu hỏi của chúng tôi, bạn Nguyễn Thành Công đã trả lời đúng 2 câu hỏi và bạn khởi động với 20 điểm. Rất nhanh, phần thi khởi động đã trôi qua với việc các bạn thí sinh của chúng ta đã đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi mà chương trình dành cho các bạn. Và một điều thật đáng mừng là các bạn đều đã có được điểm ở trong phần thi khởi động vừa rồi. Và đó cũng sẽ là điều giúp cho các bạn có thêm được sự thoải mái về mặt tâm lý để chuẩn bị sẵn sàng cho những phần thi tiếp theo. Những phần thi có thể nói là có rất nhiều điểm và mang ý nghĩa quyết định của chương trình. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm mà từng bạn đã có được sau phần thi đầu tiên ngày hôm nay.
Hiện nay bạn Phương Lan đang có được 10 điểm. Bạn Thành Công đang có 20 điểm. Bạn Văn Đoàn đang có 40 điểm và hiện nay đang tạm thời dẫn đầu là bạn Thái Việt với 50 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Sau đây sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Sẽ có 10 gợi ý, 4 học sinh sẽ cùng trả lời tối đa 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để tìm ra một chướng ngại vật của chương trình. Học sinh trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm. Thời gian suy nghĩ 15 giây một câu. Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 điểm. Trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Chúng ta đang đến với phần thi thứ hai chương trình ngày hôm nay. Phần thi vượt chướng ngại vật. Và chướng ngại vật của chương trình sẽ rất dài. Các bạn thí sinh thân mến, chúng ta sẽ có một chướng ngại vật gồm có 26 chữ cái. Và để giúp cho các bạn có thể tìm ra được chướng ngại vật này là 8 từ hàng ngang của chúng ta. Mỗi khi các bạn trả lời đúng một ô hàng ngang, các bạn sẽ mở được một miếng ghép trong bức tranh gợi ý về chướng ngại vật. Miếng ghép đó sẽ tương ứng với ô hàng ngang của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô hàng ngang đầu tiên là sự lựa chọn của bạn Thái Việt. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 2 chữ cái. Búp bê Barbie nổi tiếng toàn cầu xuất xứ từ nước nào? Cả bốn bạn đều chọn chung một câu trả lời là Mỹ. Đó là một câu trả lời đúng. Xin chúc mừng bốn bạn. Bạn Thái Việt sẽ ghi được 15 điểm và các bạn còn lại sẽ ghi được 10 điểm sau câu trả lời vừa rồi. Miếng ghép số 1 trong bức tranh sẽ hiện lên ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự lựa chọn tiếp theo. Ô hàng ngang sẽ là sự lựa chọn của bạn Phương Lan. Xin mời bạn. Em chọn hàng ngang số 6. Hàng ngang số 6 gồm có 4 chữ số. Con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm nào? Một chín sáu một là đáp án của bạn Phương Lan, 1963 là câu trả lời của bạn Văn Đoàn, 1967 là của bạn Thành Công và cuối cùng là bạn Thái Việt với đáp án là 1969. Xin chúc mừng bạn Thái Việt. Bạn được cộng thêm 10 điểm với câu trả lời đúng là năm 1969. Miếng ghép số 6 sẽ được mở ra ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tiếp theo là sự lựa chọn của bạn Văn Đoàn. Em xin lựa chọn ô hàng ngang thứ tư. Ô hàng ngang thứ tư gồm có 4 chữ cái. Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau. Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà. Già, già để tuổi cho. Vâng, và như vậy là chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn Thái Việt. Bạn Thái Việt, bạn đã có câu trả lời về chướng ngại vật ngày hôm nay. Em thầy, em chứ chị chướng ngại vật ngày hôm nay là bài thơ về tiểu đội xe không tính. Trong phần thi khởi động thì bạn Thái Việt cũng là người đã trả lời rất xuất sắc các câu hỏi để tạm thời vươn lên dẫn đầu. Và trong phần thi vượt chướng ngại vật này thì vẫn là Thái Việt là người đã quyết định đưa ra đáp án cho phần thi vượt chướng ngại vật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là các cổ động viên đến từ Hải Phòng nghĩ gì về đáp án này. Em nghĩ sao về đáp án này? Khi mà theo dõi các bạn ở trên chơi thì bọn em ngồi dưới cũng nghĩ trong đầu đáp án mà bạn Việt vừa nói. Và sự cổ vũ vừa rồi của bọn em thì chứng tỏ một điều là bọn em luôn tin tưởng và cổ vũ bạn Việt. Chị Thanh Vân nghĩ sao ạ? Xin chúc mừng các bạn Thái Việt. Đây là một chướng ngại vật rất dài, gồm có 26 chữ cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại 8 ô hàng ngang với 8 gợi ý đã được mở ra. Bài thơ này được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài thơ nói về những người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn ạ. Và bài thơ đã được giải nhất
cuộc thi thơ báo văn nghệ được tổ chức vào năm 1969-1970. Xin chúc mừng bạn Thái Việt một lần nữa với 40 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại bức tranh về Trường Hai Vật. Và đây chính là chân dung của nhà thơ Phạm Tiến Duật lúc trẻ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bạn Đào Thái Việt là người đã giành được chiến thắng trong phần thi thứ hai của chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm của cả 4 bạn thí sinh sau 2 phần thi đã qua của chương trình hôm nay. Bạn Phương Lan hiện nay đang có được 20 điểm. Bạn Thành Công đang có 30 điểm. Bạn Văn Đoàn đang có 50 điểm. Và nay vẫn đang dẫn đầu là bạn Thái Việt với 115 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi tăng tốc. Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi trong đoạn văn với độ khó giảm dần. Thời gian suy nghĩ 30 giây, 4 học sinh cùng trả lời bằng máy tính. Học sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm. Chúng ta đang có mặt tại phần thi thứ 3 và anh cùng tăng tốc với các vận động viên. Như vậy là đoàn leo núi của chúng ta đã đi hết một nửa chặng đường ngày hôm nay rồi, còn một nửa còn lại sẽ rất thú vị và đầy bất ngờ. Với phần thi tăng tốc, các bạn sẽ thực sự có thể tăng tốc độ của mình lên tối đa với mỗi câu hỏi. 40 điểm sẽ là phần thưởng dành cho bạn nào có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy cho biết hình nào khác nhất trong 5 hình sau: A, B, C, D và E. Chọn đáp án là C là bạn Phương Lan, bạn Văn Đoàn và bạn Thái Việt. Và B là sự lựa chọn của bạn Thành Công. Tôi muốn hỏi bạn Văn Đoàn, vì sao bạn lại lựa chọn đáp án là C? Theo anh nghĩ nếu ta xoay hình đằng bên trong theo chiều kim đồng hồ thì tất cả hình A, B, D, E thì vạch có màu đỏ gì ở trước. Và một mình hình C là vị trí giữa hai màu xanh và đỏ lại ngược lại đúng không ạ? Dạ vâng. Đó là một lời giải thích hoàn toàn chính xác. Và xin chúc mừng cho ba bạn Thái Việt, Văn Đoàn và bạn Phương Lan. Theo thứ tự, bạn Phương Lan giành được 40 điểm, bạn Văn Đoàn giành được 30 điểm và bạn Thái Việt giành được 20 điểm sau câu trả lời vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu hỏi tăng tốc tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn hãy cho biết đây là giải thưởng nào. Xin mời các bạn nhìn lên màn hình. Xin được chúc mừng cả 4 bạn với đáp án chính xác. Về tốc độ, bạn Phương Lan luôn luôn dẫn đầu, bạn giành được 40 điểm, bạn Thành Công giành được 30 điểm, bạn Thái Việt 20 điểm và 10 điểm là số điểm dành cho bạn Văn Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem câu hỏi số 3 sẽ như thế nào. Các bạn hãy cho biết hình nào tiếp theo để điền vào dấu hỏi chấm trong 6 đáp án sau đây: A, B, C, D, E và F. Bạn chọn đáp án là D là bạn Phương Lan và bạn Văn Đoàn, C là sự lựa chọn của bạn Thành Công, E là sự lựa chọn của bạn Thái Việt. Các hình quay theo một góc là 90 độ và chấm tròn sẽ chuyển động lần lượt theo các phần khác nhau sau mỗi lần quay.
Và chính vì vậy nên đáp án đúng sẽ là đáp án D. Xin chúc mừng hai bạn Phương Lan và Văn Đoàn. Bạn Phương Lan lại giành được 40 điểm và 30 điểm sẽ dành cho bạn Văn Đoàn sau câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu hỏi tăng tốc cuối cùng. Các bạn hãy cho biết đây là tỉnh nào? Thiên Huế là sự lựa chọn của ba bạn Thái Việt, Văn Đoàn và Phương Lan, và Phan Thiết là câu trả lời của bạn Thành Công. Với những hình ảnh rất quen thuộc của Thừa Thiên Huế, chúng ta đã nhận ra câu trả lời rất dễ dàng đúng không ạ? Xin chúc mừng cho ba bạn Thái Việt, Phương Lan và Văn Đoàn. Theo thứ tự, bạn Thái Việt giành được 40 điểm, bạn Văn Đoàn giành được 30 điểm và bạn Phương Lan giành được 20 điểm. Phần thi tăng tốc vừa rồi đã mang đến cho các bạn thí sinh của chúng ta một số lượng điểm rất lớn, và đó đã giúp cho các bạn tăng tốc có thể nói là rất nhanh ở trong phần thi về đích vừa rồi. Sau 3 phần thi hiện nay thì bạn Thái Việt vẫn đang là người dẫn đầu, nhưng khoảng cách mà bạn tạo ra so với các bạn thí sinh ở ngay sau mình bây giờ không còn là quá cao như trước nữa, và hãy còn một phần thi về đích và tất cả mọi điều đều có thể xảy ra trong phần thi về đích. Xin chúc các bạn có thêm được sự bình tĩnh và tự tin để có thể có được sự khẳng định tốt nhất trong phần thi về đích. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm cụ thể của từng bạn thí sinh đã giành được sau 3 phần thi đã qua của chương trình. Hiện nay bạn Thành Công đang có được 60 điểm. Bạn Văn Đoàn đang có 150 điểm. Bạn Phương Lan đang có 160 điểm. Và vẫn đang dẫn đầu là bạn Thái Việt với 195 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Câu hỏi khán giả tuần trước như sau. Đây là nơi hợp lưu của sông Sen và sông Ma, và cũng là nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức quốc tế như OECD, UNESCO. Bạn hãy cho biết đây là thành phố nào? Và đáp án là Paris. Và sau đây là danh sách khán giả trả lời đúng và có số dự đoán gần chính xác nhất đã giành được phần thưởng của nhà tài trợ và chương trình. Câu hỏi dành cho khán giả tuần này như sau. Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu về Siêm La để tuyên truyền và huấn luyện chủ nghĩa Mác Lê cho Việt Kiều nhằm đẩy mạnh phong trào cách mạng lúc bấy giờ và chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Siêm La, người đã lấy bí danh là gì? Quý vị khán giả hãy soạn tin câu trả lời theo cú pháp KG cách đáp án cách số người có cùng dự đoán giống bạn và gửi đến số 8385. Chúc quý vị may mắn! Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần thi về đích. Các câu hỏi nằm trong các gói câu hỏi có điểm số 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây. Mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng, ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai thì một trong ba học sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Ta sẽ cùng về đích với các vận động viên ở phần thi này. Bây giờ tôi sẽ cùng trò chuyện với bạn Đào Thái Việt một chút trước khi bạn lên đường về đích. Bạn Thái Việt thân mến, có thể nói là bạn đã giữ được phong độ rất tốt từ đầu chương trình đến bây giờ. Và cổ động viên của bạn thì vẫn luôn luôn chăm chú động viên, theo dõi và cổ vũ bạn rất nhiệt tình. Bây giờ trong đầu bạn đang suy nghĩ đến gói điểm nào? Em chưa biết là chọn gói điểm nào, em phải hỏi ý kiến của mẹ em. Vâng, chào cô ạ. Cô có muốn nói gì với Thái Việt trước khi em đưa ra những lựa chọn cho gói câu hỏi của phần thi về đích không ạ? Lời trước tiên tôi xin gửi lời đến cảm ơn đến và chúc sức khỏe tới ban biên tập chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đài truyền hình Việt Nam. Gửi lời chúc sức khỏe ban đến các thầy cô giáo và các em trong trường quay hôm nay. Được đến đây với cháu là niềm khao khát từ bấy lâu nay rồi. Đến vòng này thì con cứ lựa theo sức của con. Và mẹ cũng nghĩ rằng con đã nói là con chơi hết mình thì con cứ lựa. Có thể mẹ nên khuyên con chọn chuyện gói 60 điểm. Vâng, mẹ của bạn đã dành cho bạn lời khuyên là chọn gói câu hỏi 60 điểm. Và bây giờ chúng tôi đang rất hồi hộp chờ đợi sự lựa chọn của bạn. Bây giờ thì xin mời bạn Đài Việt bước lên vị trí.
trước mặt của Thái Việt sẽ là ba gói câu hỏi quen thuộc của chương trình. Và bây giờ sẽ là lúc bạn lựa chọn gói câu hỏi cho mình. Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Vâng, bạn nghe theo lời khuyên của mẹ và chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên là câu 10 điểm như sau. Tùy theo lượng ion Ca2+ và Mage2+ có trong nước nhiều hay ít, người ta chia nước thiên nhiên thành mấy loại? Thành hai loại, nước cứng và nước mềm. Tùy theo lượng ion Ca2+ và Mage2+ có trong nước nhiều hay ít, người ta chia nước thiên nhiên thành mấy loại? Câu trả lời của bạn là nước cứng và nước mềm. Đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn với 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo, vẫn là một câu hỏi 10 điểm. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở khu vực nào ở Nam Bộ nước ta? Ở khu vực Tây Nam Bộ. Bạn đưa ra câu trả lời ở những phút cuối cùng, nhưng đó vẫn là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn với 10 điểm tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn sẽ là một câu hỏi 20 điểm. Và bạn có muốn đặt ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Không ạ, vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu cạnh? Chúc mừng bạn. Bạn đã giành thêm được 20 điểm nữa. Và bây giờ sẽ còn một câu hỏi 20 điểm nữa dành cho bạn. Hi. I've been shopping to buy my girlfriend some jewelry. She likes silver because it looks good on her. There's one kind of metal she doesn't like. It's more valuable than silver and it has a yellow metallic color. What is it? Câu trả lời của bạn chưa chính xác. Xin mời bạn còn lại. Vâng. Xin mời bạn thành công. Thế thì chị là gold. Gold là vàng. Là vàng ạ. Bạn có thể dịch lại câu hỏi của thầy không? Dạ, thầy nói là vợ của thầy thích không thích vàng mà thích bạc. Và không thích mà cái thứ kim loại này thì nó có màu vàng và nó mắc hơn bạc. Có giá trị hơn bạc. Có màu vàng, vâng. À, bạn gái của thầy thích đeo bạc hơn bởi vì nhìn nó hợp với cô ấy hơn. Và cô ấy không thích một loại kim loại, thậm chí là giá trị hơn cả bạc, nhưng mà lại có ánh vàng, và đó là gì? Và đó chính là gold, vàng. Xin chúc mừng bạn thành công với 20 điểm. Xin cảm ơn bạn Thái Việt và xin mời bạn quay về vị trí của mình. Bạn Thái Việt đang duy trì phong độ rất ổn định và điều đó đã giúp bạn đưa ra được những đáp án chính xác cho những câu hỏi của chương trình. Và bây giờ bạn vẫn đang vững chắc ở vị trí đầu tiên. Nhưng phía trước chúng ta hãy còn những phần thi về đích nữa, mà đặc biệt trong đó là phần thi về đích của bạn Đặng Hồ Phương Lan đến đến trường Trung học phổ thông Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay thì bạn Lan đang xếp ở vị trí thứ hai với 160 điểm và cơ hội giành được chiếc vòng nguyệt quế vẫn đang mở rộng dành cho bạn. Trước khi đến với phần thi về đích của bạn Phương Lan, chúng ta sẽ cùng trao đổi với thầy Phạm Ngọc Châu là thầy giáo của bạn Phương Lan để xem thầy Châu có đưa ra những lời khuyên nào đối với bạn Lan. Vâng, em chào thầy ạ. Thầy nhận xét thế nào về bạn Phương Lan kể từ đầu chương trình đến giờ ạ? Hơi tiếc cho Lan là Lan đã mất bình tĩnh ở khúc đầu. Tuy nhiên ở vòng thi tăng tốc, Lan đã thể hiện mình rất là tốt. Hy vọng rằng ở vòng cuối này, Lan sẽ lặp lại được cái thành tích của mình. Và như là Lan đã chuẩn bị thì có lẽ là cái gói 60 điểm sẽ là phù hợp. Và mong em bình tĩnh, chiến thắng. Bây giờ thì bạn Lan đang kém bạn Thái Việt 55 điểm. Gói 60 điểm xem ra là một lựa chọn phù hợp, đúng không ạ? Và bạn Lan mạnh về những môn học nào ạ? Em muốn hỏi thầy ạ. Lan thì học điều, thông minh nhưng mà còn hơi bị mất bình tĩnh trong một số trường hợp, hơi bị đáng tiếc. Vâng, có thêm một cơ hội nữa dành cho Phương Lan là ngôi sao hy vọng ạ. Vậy thầy nghĩ là ngôi sao đó sẽ đặt ở câu hỏi số mấy ạ? Sẽ đặt sau câu hỏi tự nhiên, Lan mạnh về xã hội hơn. Vâng, hai thầy trò bạn Lan đã tìm hiểu rất kỹ về chương trình và biết câu nào là câu hỏi
thuộc về lĩnh vực tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem bạn Lan sẽ thi thố thế nào trong phần thi về đích của mình. Xin mời bạn Phương Lan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về đích. Và bạn sẽ lựa chọn cho mình một gói điểm trong 3 gói điểm mà chương trình sẽ đưa ra. Em chọn gói hỏi 60 điểm. Bạn chọn gói hỏi 60 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Phương trình x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n không thể tìm được nghiệm nguyên nào với n lớn hơn 2 được gọi là định lý Fermat. Cuối cùng trong dấu 3 chấm là gì? Fermat. Có vẻ như Phương Lan không cần đến 15 giây suy nghĩ đúng không? Bạn đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn với 10 điểm đầu tiên của phần thi về đích. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 10 điểm. Tên của thể loại kịch sử dụng lời hát thay câu nói. Hát nói. Là gì? Hát nói. Vũ kịch. Chưa chính xác ạ. Xin mời bạn còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ bạn Văn Đoàn. Đáp án của em là ca kịch. Thể loại kịch sử dụng lời hát thay cho câu nói đó là nhạc kịch. Rất tiếc ở câu hỏi vừa rồi thì cả hai bạn đều chưa đưa ra được đáp án chính xác của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi 20 điểm. Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không đeo kính, người đó phải ngồi cách tivi xa nhất là bao nhiêu? Một mét ạ. Có một. Rất tiếc là câu trả lời của bạn chưa chính xác. Nếu như một người cận thị đeo kính cận số 0,5 thì họ bỏ kính ra, họ phải ngồi cách xa tivi xa nhất là 2 mét. Rất tiếc bạn chưa đưa ra được đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu hỏi cuối cùng của bạn, câu hỏi 20 điểm. A friend of mine likes to collect money from different countries. Whenever I go somewhere, I always bring him back currency from that place. Most countries use notes or paper money, but many countries use round metal discs for money. What do we call these round metal money tokens? Sydney. Vâng, cơ hội cho ba bạn còn lại. Bạn thành công, xin mời bạn. Em nghĩ là coin. Coin là gì ạ? Dạ, đồng tiền. Vâng, bạn có thể dịch lại câu hỏi của thầy không? Dạ, thầy nói thì một số nước thì họ xài tiền giấy, một số nước họ xài các đồng bằng kim loại hình dạng tròn. Thì em đoán đó là coin, đồng tiền. Và bạn của thầy có sở thích đó là sưu tập tiền của các nước. Và mỗi khi thầy đi đến nước ngoài thì thầy thường mang tiền của đất nước đó về cho bạn của thầy. Có nước thì dùng tiền giấy và có nước thì lại dùng những đồng xu. Và thầy hỏi là đồng xu đó gọi là gì? Đó chính là coins. Xin cảm ơn bạn thành công với một đáp án đúng và bạn đã giành được 20 điểm sau câu trả lời vừa rồi. Vâng. Và bây giờ thì bạn Phương Lan thân mến, xin mời bạn quay về vị trí của mình. Sau phần thi về đích của bạn Phương Lan, bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp chờ đợi phần thi về đích của bạn Phạm Văn Đoàn đến với trường Trung học phổ thông Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bạn Phạm Văn Đoàn cũng còn rất nhiều cơ hội để trở thành người chiến thắng và người giành được chiếc vòng nguyệt quế ngày hôm nay. Và tất nhiên, để làm được điều đó thì bạn sẽ rất cần những lời khuyên đến từ phía các cổ động viên của mình. Và một trong những người đó là anh trai của bạn, anh Phạm Văn Quân, người đang ngồi bên phía tay phải tôi đây. Với anh Quân, anh nghĩ thế nào về gói câu hỏi mà bạn Đoàn có thể sẽ lựa chọn ạ? Trước tiên em xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị đại biểu, các quý thầy cô và toàn thể các bạn khán giả trường quay ngày hôm nay. Từ đầu chương trình tới giờ thì em thấy Đoàn thi khá ổn định nhưng mà chưa có điểm bứt phá. Nhưng mà theo một kịch bản, theo như em được biết thì kịch bản của cuộc thi ở trường ấy, thì Đoàn lại mạnh nhất với cái phần thi về đích. Vì vậy em rất tin tưởng vào phần thi về đích của Đoàn sẽ thành công. Lời khuyên của em dành cho Đoàn
đoàn hãy chọn gói câu hỏi cao nhất để quyết tâm thì phần thi này thành công. Anh luôn tin tưởng em và em là người tự hào anh. Anh trai của bạn cũng như các bạn cùng lớp của bạn đang rất mong chờ vào quyết định của bạn. Bây giờ là lúc bạn Văn Đoàn sẽ lựa chọn cho mình một gói điểm và xin mời bạn bước lên vị trí. Bạn Đoàn thân mến, bây giờ sẽ là ba gói điểm mà chương trình sẽ đưa ra. Bạn sẽ lựa chọn cho mình một gói điểm. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Gói câu hỏi 60 điểm. Ngày hôm nay có vẻ như các bạn rất thích lựa chọn gói câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi câu hỏi đầu tiên. Trong số các bức xạ của các tia nhìn thấy, diệp lục có trong lá cây hấp thụ tia màu nào ít nhất? Đỏ, tím, vàng, lục hay lam? Lục ạ. Bạn trả lời rất nhanh và tự tin. Và xin chúc mừng bạn với 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi 10 điểm tiếp theo. Vị vua nào đã đổi tên Việt Nam thành Đại Nam? Gia Long. Chưa chính xác, xin mời các bạn còn lại. Vị vua Minh Mạng đã đổi tên Việt Nam thành Đại Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 là câu hỏi 20 điểm. Và bạn có muốn đặt ngôi sao hy vọng không? Em không đặt ngôi sao hy vọng. Bạn không đặt. Sắp xếp các nguyên tố sau theo thứ tự giảm dần về tính oxy hóa: Brom, Flor, Iod và Clor. Flor, Clor, Brom và Iod. Bạn đã giành được thêm 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ bạn sẽ còn một câu hỏi cuối cùng. Và nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi này, số điểm của bạn sẽ bằng với số điểm của bạn Thái Việt nếu như bạn chọn ngôi sao hy vọng. Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu hỏi cuối cùng này. Câu hỏi tiếng Anh. The world is full of many people of many different sizes. Some people are really big and tall, and some people are very small and short. If someone is really, really small, we call them a midget. If someone is really, really tall, what do we call them? Vâng, ba bạn còn lại vẫn còn thời gian. Xin mời bạn Thành Công. Chị em đoán là Giant. Giant là gì ạ? Dạ, người khổng lồ. Người khổng lồ ạ. Thầy giáo hỏi là trên trái đất có rất là nhiều loại người đúng không ạ? Có những người thì rất là nhỏ. Và những người nhỏ như vậy chúng ta gọi là người tí hon. Vậy còn đối với những người rất rất cao thì chúng ta gọi là gì? Và đáp án đó là Giant, người khổng lồ. Xin chúc mừng bạn Thành Công với 20 điểm. Và bây giờ thì xin mời bạn Văn Đoàn quay về vị trí của mình. Vâng, ở trong phần thi về đích này thì bạn Nguyễn Thành Công đến từ trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đang là người rất xuất sắc với những câu hỏi tiếng Anh của chương trình. Và bây giờ thì bạn cũng sẽ là người cuối cùng bước vào phần thi về đích. Và chúng ta cùng hộp tò mò xem là bạn sẽ chọn gói câu hỏi nào. Nhưng trước hết sẽ là những lời khuyên, những lời động viên từ phía người mẹ của bạn, cô Lô Thị Như. Vâng, cô muốn nói gì với bạn Thành Công trước khi Công bước vào phần thi về đích ạ? Công bình tĩnh và tự tin. Chúng tôi chờ đợi tính toán của bạn và chờ đợi sự lựa chọn các gói câu hỏi đến từ bạn Thành Công. Dù sao xin chúc bạn thành công. Phần thi về đích luôn luôn là phần thi chứa đựng rất nhiều bất ngờ và gay cấn cho đến phút cuối cùng. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy thế mạnh của bạn Thành Công là những câu hỏi về tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi bạn Thành Công sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm. Xin mời bạn. Bạn Thành Công thân mến, bạn sẽ lựa chọn cho mình gói điểm là bao nhiêu ạ? Dạ thưa chị, em chọn gói 80 điểm. Câu hỏi 10 điểm đầu tiên như sau. Bạn hãy cho biết đây là giai điệu của bài hát nào?
Lý Kê Đa. Lý Kê Đa. Rất tiếc câu trả lời của bạn chưa chính xác ạ. Xin mời. Xin mời bạn Văn Đoàn, bạn là người có tín hiệu trả lời. Em xin trả lời đây là bài Đi Cấy ạ. Vâng, giai điệu vừa rồi, lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng. Và đó chính là giai điệu của bài Đi Cấy. Xin chúc mừng bạn Văn Đoàn với 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi 20 điểm. Một lực chỉ có tác dụng làm quay đối với một vật quanh trục nếu giá của vật có đặc điểm gì? Thì chỉ là cố định. Xin mời. Một lực chỉ có tác dụng làm quay đối với một vật quanh trục nếu như giá của vật không cắt trục và không song song với trục. Đó là những điều kiện. Như vậy là ở câu hỏi này chưa có bạn nào đưa ra được câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu hỏi 20 điểm tiếp theo. Khí nào trong không khí làm cho bạc bị xám đen nếu để lâu ngày trong không khí? Khí oxy. Chưa chính xác. Xin mời các bạn còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ bạn Phương Lan. Vâng, xin mời bạn Phương Lan. Dạ thưa chị, đó là H2S và oxy. Xin chúc mừng bạn. Bạn giành được 20 điểm. Chúc mừng bạn Phương Lan. Bây giờ sẽ còn một câu hỏi 30 điểm nữa. Và đây sẽ là cơ hội để cho bạn đặt ngôi sao hy vọng. Hãy cho em đặt ngôi sao hy vọng. Bạn đặt ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. In North America, they play many different sports. They play American football, baseball, and basketball. Another sport they play is played in a very cold place. The players have to skate around on the ice and hit the puck into the opposing team's goal using a very long stick. What is this sport called? Ice ball. Rất tiếc là đó chưa phải là đáp án của chương trình ạ. Xin mời các bạn còn lại. Vâng, chúng tôi nhận được tín hiệu từ bạn Văn Đoàn ạ. Và xin mời bạn Văn Đoàn trả lời. Em sẽ trả lời nó là hockey. Câu hỏi của thầy đó là ở bên Mỹ thì họ chơi rất là nhiều loại thể thao, như là bóng rổ này, bóng chày này và bóng đá Mỹ. Và có một môn thể thao trên băng được đánh với các cầu thủ sẽ trượt ở trên băng và cố gắng dùng một cây gậy dài đánh bóng vào gôn của đối thủ. Và đó là ice hockey. Xin mời bạn quay về vị trí của mình. Xin mời bạn thành công. Vượt qua 4 vòng thi, khởi động vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Số điểm của các bạn thí sinh như sau: bạn Đào Thái Việt 215 điểm, bạn Đặng Hồ Phương Lan 170 điểm, bạn Phạm Văn Đoàn 150 điểm và bạn Nguyễn Thành Công 60 điểm. Và người chiến thắng trong cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 4 là bạn Đào Thái Việt đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, Hải Phòng. Bạn Đào Thái Việt sẽ là một trong 4 thí sinh góp mặt vào cuộc thi tháng 3 quý 4 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Chúng ta hãy đón chờ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 tuần 3 tháng 3 quý 4 vào chủ nhật tuần sau để xem gương mặt nào sẽ tiếp tục lọt vào vòng thi tháng 3. Em cảm thấy hôm nay mình thể hiện thế là được rồi. Em cảm thấy hơi nuối tiếc vì mình đã không tự tin cho lắm trong phần thi cuối cùng. Em tiếc rất là phần khởi động bởi vì lúc đó không hiểu sao mình mất tự tin, nhưng mà thật ra những câu đó mình biết nhưng mà tự nhiên nó mất kỳ mát hết. Trong cuộc thi tháng em vẫn chơi hết mình chứ không có chiến thuật gì nữa.
Hãy đón xem cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 tháng 3 quý 4 với sự tham gia của 4 bạn thí sinh. Em rất vui khi được là học sinh dưới mái trường Mạnh Tuấn, vị thắng hoa đầu tiên của chương trình Nhà Nguyễn ạ. Được cũng có mặt trong cuộc thi tuần cuối cùng này là điều rất may mắn đối với em và khiến em hết sức bất ngờ. Hôm nay em đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi vui là chính và đặc biệt là muốn có một cơ hội thử thách bản thân. Hôm nay em đến tham dự chương trình với mục đích giao lưu học hỏi là chính. Hãy bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất để giành được những phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ và chương trình.